Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết cuối ngày 31 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 7 vừa qua, các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, độ ẩm không khí cao và mưa rông xuất hiện nên thời tiết khá dễ chịu. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng 8 này, thời tiết sẽ có sự chuyển biến đáng kể. Từ ngày mai, mây rông, mưa rông chỉ xảy ra ở một vài nơi. Ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ tăng dần. Vào trưa chiều, nhiệt độ ở mức là từ 32 cho đến 34 độ. Đặc biệt, sang đến ngày mùng 2, ngày mùng 3, cường độ nắng gia tăng nên nhiệt độ có xu hướng là tăng thêm. Ở vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội và một số nơi thuộc khu vực Trung Du và miền núi của khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ có thể lên đến trên là 35 độ. Cảm giác nóng tăng lên rõ rệt, đặc biệt vào khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ chiều. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ bao gồm Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc của Sơn La, trong chiều tối và đêm ngày mùng 2 đến ngày mùng 3, do ảnh hưởng của quá trình hội tụ mực cao nên sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa rào và dông. Nếu có kế hoạch di chuyển đến các tỉnh vùng núi Tây Bắc trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này, quý vị và các bạn cần đặc biệt lưu ý với khả năng đường trơn trượt và gió giật mạnh trong cơn dông. Xuống tới khu vực miền Trung, giải mây dông vắt qua khu vực này mang lại những cơn mưa quý giá cho các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận trong những ngày cuối tháng 7 đã suy yếu. Do vậy, ngày mai mưa sẽ giảm nhanh và sang đến ngày mùng 2, ngày mùng 3 trời hầu như không mưa. Nắng xuất hiện từ sớm và nhiệt độ tăng nhanh lên mức là từ 33 cho đến 35 độ. Phía Nam các tỉnh như là Bình Định và Phú Yên còn xấp xỉ 36 độ, ngưỡng của nắng nóng. Thời tiết ít mưa, nắng nhiều và nền nhiệt cao quay trở lại nên người dân nơi đây cần lưu ý sử dụng nguồn điện và nước hợp lý trong những ngày sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, mưa dông liên tục tiếp diễn tại các tỉnh thành phía Nam. Dự báo trong đêm nay và chiều tối mai, cường độ gió mùa Tây Nam còn mạnh nên những cơn mưa dông có lượng tiếp tục duy trì. Khu vực Tây Nguyên bao gồm các tỉnh như là Gia Lai, Đắk Lắk và cả miền đông của Nam Bộ bao gồm Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai còn có lượng mưa với lượng từ 20 cho đến 40mm trên 24 giờ. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xoáy và gió giật mạnh tiếp tục được cảnh báo. Tuy nhiên, đến 2 ngày nghỉ cuối tuần, gió Tây Nam trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng hoạt động yếu dần, nên mưa dông cũng không còn diễn ra nhiều mà chỉ xuất hiện rải rác vào chiều muộn. Bên cạnh đó, thời gian cũng không kéo dài nên lượng mưa ít hẳn hơn so với những ngày vừa qua. Nhiệt độ trong những ngày tới sẽ tăng lên từ khoảng từ 1 cho đến 2 độ, cao nhất vào khoảng từ 28 cho đến 31 độ ở các tỉnh Tây Nguyên, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, thưa quý vị, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa thì thời tiết ổn định dần, tầm nhìn thoáng, gió hướng Tây Nam cấp 4, cấp 5 nên sóng biển không cao. Riêng vùng biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa thì có mưa dông rải rác khiến tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, gió hướng Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Như vậy, trong những ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ thì trời nhiều mây hơn và có mưa dông rải rác. Các tỉnh Nam Trung Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng đêm nay và chiều tối mai thì vẫn cần cảnh giác với lượng mưa dông khá lớn. Đến đây thì bản tin thời tiết cuối ngày của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin ngày mai.